Chào mừng quý vị, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh đọc truyện cười DGKT Audio, phiên bản truyện cười audio số 127. Khánh Toàn kính chúc quý vị nghe truyện có thêm thật nhiều những niềm vui. Và quý vị đừng quên ấn like video và ấn đăng ký cổ vũ động viên cho kênh nếu quý vị chưa đăng ký. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Bài văn về tình yêu. Hãy viết một bài văn về tình yêu thỏa mãn các tiêu chí sau đây. 1. Ngôn ngữ trong sáng, từ ngữ, câu chữ, xúc tích. 2. Kết câu chuyện, buộc phải là bi kịch. 3. Càng ngắn càng tốt. Bài làm. Em làm vợ anh nhé. Cô gái sắp sinh con thẹn thùng nói với một vị bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ. Bác sĩ ơi, chồng em muốn có mặt lúc em lâm bồn, có được không bác sĩ? Tất nhiên là được thưa chị. Làm bố rất nên có mặt lúc con mình được sinh ra. Nhưng em sợ lắm thưa bác sĩ. Cứ mỗi lần chồng em và anh ấy trông thấy nhau là y rằng xảy ra ẩu đả bác sĩ ạ. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Hồi nay cậu thế nào? Đen đủi lắm ông ạ. Hôm nọ tớ cho một cô gái lạ đi nhờ xe. Sau đó cô ta lại còn kiện tớ, buộc tớ cái tội quấy rối cô ta. Cha cha, đúng là đen thật ông ạ. Nhưng mà đã hết đâu. Trời ơi, lại còn chuyện gì nữa? Tòa án bắt tớ phải nộp phạt tiền. Nhưng khi trông thấy cô ta, ông biết không, tòa lại còn phạt thêm tớ về cái tội lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Cha cha cha. Thủ môn xuất sắc. Vợ một cầu thủ nổi tiếng mới sinh con. Trong buổi lễ rửa tội, tất cả cầu thủ đội bóng và họ hàng người thân đều có mặt rất đông. Cha đạo không hiểu vì hấp tấp thế nào lỡ để đứa bé tuột khỏi tay mình. Thủ môn đội bóng theo phản xạ bay xoài người, đỡ được đứa bé chỉ cách mặt đất có còn nửa gang tay. Tất cả mọi người chuyển từ bàng hoàng sang vui sướng, vỗ tay nhiệt liệt. Thủ môn khoái chí giơ cao một tay rồi đập quả bóng, đứa bé xuống đất hai lần và lấy đà sút thật mạnh lên phía trước. Trên một chiếc thuyền chở rất nhiều phụ nữ đi du lịch nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Nhưng không may thuyền bị chìm, tất cả mọi người trên thuyền đều chết hết. Khi nhận được tin báo tàu chìm thì các ông chồng đã đến bên bờ sông để cầu nguyện và khóc thương vợ mình. Tuy nhiên đến chiều thì mọi người cũng đã về hết, chỉ còn duy nhất một ông chồng qua ngày hôm sau mà mọi người vẫn thấy ông ta còn ở đó và trông vô cùng thảm hại. Thấy lạ nên các phóng viên có mặt tại đấy lao tới và hỏi thăm ông ta. Một phóng viên hỏi: Thưa ông, tôi biết là vợ chồng ông rất yêu thương nhau, nhưng mà dù sao thì bà nhà cũng không còn nữa. Sao ông không về nhà để mà lo hậu sự cho vợ ông? Tôi cũng rất muốn lo hậu sự cho bà ta. Đúng ra đấy là bà ta có mặt ở trên chuyến tàu này. Nhưng tiếc là sáng hôm đó bà ta ngủ quên nên đã bị trễ chuyến tàu. Giờ bà ấy đang ngồi ở nhà kia kìa. Bởi vậy nên tôi chẳng tha thiết muốn về nhà nữa các anh ạ.
Sự khác nhau giữa phụ nữ và đàn ông. Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ liền nghĩ đến áo lông thú. Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội họa. Phụ nữ phát hiện ra hội họa, họ nghĩ ngay đến trang điểm. Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ liền nghĩ đến buôn chuyện. Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến việc ăn kiêng. Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu. Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ ngay đến hôn nhân. Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền. Phụ nữ phát hiện ra tiền và đàn ông gặp tai họa kể từ đó. Hai cô nàng tóc vàng hoe ngồi buôn chuyện thích được tặng quà. Một cô: lần trước mình nói với bạn trai của mình rằng là con gái rất thích giữ gìn các món đồ được tặng. Kết quả là hôm sau mình được tặng một chiếc nhẫn kim cương đấy. Này cậu, cậu thử học cách này xem. Tớ cách này tớ dùng rồi. Cậu biết không? Kết quả đó là hôm sau tớ được tặng cái chất bảo quản. Một người nông dân vừa uống từng hớp rượu lớn và vừa kể với anh bạn: tôi có một nỗi oan không thể nào thanh minh được. Giờ đây cô vợ tôi coi tôi như một kẻ bệnh hoạn, súc sinh, một kẻ khốn nạn nhất mà cô ấy từng gặp. Sao anh lại nặng lời thế hả anh? Người bạn an ủi: nào, anh hãy kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe xem. Chả là như thế này cậu ạ. Hôm ấy tôi đang vắt sữa cho con bò cái to nhất nhà tôi. Tự dưng nó cứ quật cái đuôi lung tung, làm đổ thùng sữa mấy lần. Chỉ vì đổ tí sữa mà vợ anh lỡ. Ồ không, không, không. Lúc đó tôi không có cái sợi dây nào. Thế là tôi mới bèn cởi cái thắt lưng của tôi ra và buộc cái đuôi con bò cái lên nắp chuồng. Do không có thắt lưng, cái quần của tôi tự nhiên lại tụt xuống. Thì đúng lúc vợ tôi bước vào, tôi không biết phải giải thích nổi với vợ tôi nó như thế nào ở cái tình huống đấy. Chà, vậy thì kể ra cũng khó thật cậu ạ. Một người vẻ mặt lo lắng đi gặp bác sĩ để khám sức khỏe định kỳ. Ông bác sĩ hỏi: sức khỏe của ông vẫn bình thường chứ? Nói thật với bác sĩ là tôi dường như bị mắc bệnh đáng trí thì phải bác sĩ ạ. Tôi không bao giờ chắc chắn được là mình đã đậu xe ở đâu, hoặc là đã trả lời thư hay chưa. Tôi luôn tự hỏi mình đang đi đến đâu và sẽ làm gì ở nơi đó. Vì thế tôi rất cần sự giúp đỡ của ông thưa bác sĩ. Ông bác sĩ trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng bảo: Ông trả tiền khám chữa bệnh cho tôi ông nhá. Này, cậu Toàn ơi, cậu có biết tại sao những người chỉ huy lại thường đứng khi đi thuyền không? Có gì đâu, bởi vì nếu mà ngồi xuống thì ông ta sẽ phải chèo thuyền như những người khác. Thế thôi. Một phụ nữ hay kén chọn vào một cửa hàng mua giày.
Sau khi đã xem hàng chục đôi, bà ta bảo với người bán hàng. Cô ơi, tôi thấy đôi giày đầu tiên rất hợp với tôi đấy. Cô đưa lại đây cho tôi xem nào. Thưa bà, thật là đáng tiếc ạ. Người bán hàng xua tay. Bởi vì có một người khách khác đã mua cách đây hơn 5 tiếng đồng hồ rồi thưa bà. Ông chủ nói với một anh giúp việc. Này Paul, anh lau lại đôi giày cho tôi được chứ? Thưa ông, tôi nghĩ rằng con lau lại rồi ông đi nó cũng lại bẩn thôi. Ông chủ không nói gì. Sau đó ông mặc thêm áo khoác, xách vali và đi, bảo với Paul. Này, tôi sẽ đi vắng vài hôm anh nhá. Thưa ông, ông phải để lại tiền cho tôi ăn chứ. Anh vẽ sự. Cho dù anh có ăn thì rồi anh cũng lại đói thôi. Tôi đi nhá. Đỉnh cao của sự vô duyên. Trên xe khách, cô gái ngồi cạnh một anh chàng rất đẹp trai, nhưng không nói năng câu nào. Cô liền bắt chuyện mãi mà anh ta chả mở miệng. Bực mình, cô gái gắt. Anh bị câm à? Không, tôi nói chuyện vô duyên lắm, nên không muốn nói đấy. Tôi thấy anh nói chuyện cũng được mà, anh cứ nói thoải mái đi. Được cái gì mà được? Đồ thứ vừa giả vừa xấu. Đồ vô duyên. Một bà kế bên nghe vậy lên tiếng. Cậu ta đã không muốn nói thì thôi. Tại cô ép cậu ta đấy chứ. Anh chàng. Cái con quỷ già này nói đúng này. Bà kế bên. Đúng là đồ vô duyên. Anh tài xế nghe vậy xen vào. Mấy người này lạ nhỉ. Ép người ta nói rồi lại chửi người ta là sao? Anh chàng. Chỉ có anh là hiểu biết đấy. Mà anh lo lái xe đi, kẻo lật xe chết cả lũ quê bây giờ. Hai anh bạn đồng nghiệp trò chuyện với nhau. Tuần trước nhá, một viên cát lọt vào mắt vợ tớ, đi bác sĩ gấp ra mất 500.000 đồng đấy. Trời ơi, nhầm nhò gì? Người kia đáp. Tuần trước nữa, chỉ có một cái váy lọt vào mắt vợ tớ thôi, mà tớ phải tốn 5 triệu đồng đấy. Lúc này ông sếp đi ngang qua, nghe hai nhân viên nói chuyện liền lên tiếng. Hai anh giỏng tai lên mà nghe này, đừng có mà than thở. Có một tên con trai cao 1m85, nặng 82kg, lọt vào mắt của vợ tôi. Thế là đi tong một nửa gia tài của tôi đấy. Trước cửa của một nhà hàng có ghi một tấm biển. Nếu chúng tôi không phục vụ món ăn như ý của quý khách, chúng tôi sẽ trao cho quý khách $500. Đọc xong tấm biển ấy, một ông khách bước vào nhà hàng. Ông khách: Cho tôi cái món đuôi voi châu Phi xào cà chua nhá. Nhà hàng nháo nhào cả lên. Đầu bếp thì đổ mồ hôi hột, mấy anh bồi bàn thì chạy tới chạy lui. Cuối cùng, ông chủ nhà hàng bước đến ông khách, đặt lên bàn $500. Tiền của ông đây, ông quả là may mắn đấy. Nhà hàng tôi chưa bao giờ không làm hài lòng khách. Nhưng mà nói cho ông hay, đây là lần đầu tiên nhà hàng tôi bị hết cà chua đấy. Hơi cắn may râu. Trước khi quyết định nói lời yếu hay đưa cô ấy đi bơi, có 3 lợi ích to lớn khi cô ấy đi bơi như sau. 1. Khi cô ấy đi bơi, vài trẻ thân ít
nên có thể thấy gần như toàn bộ cơ thể đẹp xấu thế nào lộ rõ ra. Và hai, khi cô ấy đi bơi sẽ nhìn thấy khuôn mặt thật, bởi vì ở dưới nước dù có trang điểm đăng trời đều bị phai hết. Và ba, khi cô ấy đi bơi, đợi đến lúc biết bơi, cô ấy sẽ không bao giờ hỏi bạn cái câu: "Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước nào?" Một cô vợ có thể nấu cháo điện thoại hết giờ này qua giờ khác mà không biết chán, nhất là những lúc cô ta ở nhà một mình. Anh chồng thì vô cùng ngao ngán vì chi phí hóa đơn hàng tháng rất khổng lồ, mà chưa có dịp nào thích hợp để khuyên bảo vợ. Một ngày kia, hai vợ chồng đang ăn tối thì điện thoại reo vang. Phản ứng ngay lập tức, cô vợ bật dậy và chạy tới cầm ống nghe, bắt đầu tám chuyện như thường lệ. Sau khoảng 30 phút, cô gác máy và trở lại bàn ăn. Người chồng thấy vậy mừng thầm khi có dấu hiệu tích cực, bởi thông thường điện thoại phải hoạt động liên tục khoảng 2 giờ đồng hồ. Anh chồng hào hứng hỏi: "Này em này, em bận gì không mà gác máy sớm thế?" Dạ không, em chả bận gì đâu. Nhưng cơ mà cái bà kia gọi nhầm số chồng ạ. Một ông chồng tâm sự với bạn: "Cậu biết không, phụ nữ cần được làm những công việc nhẹ nhàng. Như vợ tớ chẳng hạn, mỗi ngày cô ấy mang trên tay không quá nửa ký." "Thế vợ cậu làm gì?" "À, vợ tớ cô ấy bán vé số." Có một người rất hay nịnh nọt. Một hôm đến thăm quan huyện, vừa vào dinh đã khen quan rối rít: "À, quan lớn nhân đức thật đấy, thú dữ cũng phải lánh đi nơi khác. Hôm qua nhá, vừa bước chân vào cái địa hạt của quan lớn, chính tại hạ đã tận mắt trông thấy cái lũ cọp kéo nhau từng bầy, nó đi sang huyện bên cạnh." Quan nghe xong cũng chối tai nhưng vẫn cố gượng cười. Một lúc sau, một người dân tới báo đêm qua có cọp bắt mất 3 mạng người, xin quan đưa lính tới để giết cọp, kẻo nó ăn thịt hết nhân dân. Quan huyện quay lại hỏi vị khách: "Sao ngài mới bảo là trông thấy lũ cọp nó bỏ đi cả rồi, nó sang huyện bên cạnh cơ mà?" Người kia bí quá, nói liều: Dạ, chắc quan huyện bên cạnh cũng nhân đức chả kém gì quan lớn đây, nên lũ cọp nó không có chỗ trú chân, nó đành phải quay trở lại huyện nhà đấy ạ. Ở một lớp dạy vẽ, khi giáo viên giảng về chủ nghĩa hiện thực trong hội họa, một học viên nữ nói: "Dạ, em nghe kể có một họa sĩ vẽ mạng nhện giống đến nỗi cái cô ô xin của họa sĩ đấy tưởng là mạng nhện thật, nên cứ cố quét nó đi mãi, suốt cả 20 phút ạ." "Chú Tróa mà ơi, tối thì tối cha tín có chuyện đó." Một nữ học viên khác không tán thành lên tiếng. Thấy vậy, giáo viên nói: Có thể có chuyện họa sĩ vẽ giống thật đến mức như vậy lắm chứ." "Họa sĩ thì có thể vẽ giống, nhưng tối chỉ không tin truyền trên đời lại có cố ố xin nào mà chăm chỉ đến như thế thôi." Một diễn viên hài tới thăm một bạn là họa sĩ trường phái tranh ấn tượng. Ông diễn viên đứng trầm ngâm trước một bức tranh. Họa sĩ liền hỏi: "Anh có hiểu tôi vẽ gì không đấy?" Anh bạn khe khẽ trả lời: Một người đàn bà." Chà, đúng vậy đấy. Tôi diễn tả một người đàn bà bằng hình khối và màu sắc. Khả năng cảm nhận hội họa của anh quả là đáng khâm phục đấy." "Có gì đâu,
mỗi khi có điều gì mà không thể hiểu nổi là tôi nghĩ ngay đến đàn bà. Một anh nọ làm nghề thợ lặn đến thăm bố mẹ vợ. Lúc về, anh gọi vợ ra và tâm sự. Em này, anh nghĩ là mẹ không thích anh lắm thì phải. Sao anh lại nghĩ như vậy? À, chuyện là thế này. Anh đã giải thích với mẹ là anh không thể đeo nhẫn cưới lúc lặn được. Vì bọn cá mập nó bị hấp dẫn bởi cái vật lấp lánh. Nó lao tới sẽ cắn đứt ngón tay của anh. Ờ, thế thì sao hả anh? Thế nghe xong, mẹ em mới hỏi anh. Sao con không đeo dây chuyền khi lặn? Trên đường vắng, xe Dream 2 đang chạy bon bon, thì bỗng một chiếc Barbetta phóng vọt lên. Tay lái xe nghênh nghênh đầu và nói. Có biết Barbetta không? Tay Dream 2 không thèm trả lời. Câu mày vứt ga phóng bứt lên. Được một đoạn, lại thấy chiếc xe Barbetta kia băng băng vượt qua. Cái đầu bù xù vẫn kịp ngoái sang và gào. Có biết Barbetta không? Chủ xe Dream 2 chặt lưỡi phớt lờ, rồi cà phanh đi chậm lại. Đến một khúc quanh, tay lái Dream 2 thấy chiếc Barbetta chúi mũi vào một gốc cây. Còn cái đầu bù xù thì đang lóp ngóp dưới ruộng lúa. Sau khi kéo hắn lên bờ, tay lái Dream 2 hất hàm hỏi. Này, cậu cứ vượt lên tôi rồi hỏi tôi cái câu gì đó là như thế nào vậy? Ô, lại là bác đây ư? Em hỏi bác như vậy là nếu bác biết về Barbetta thì nhờ bác chỉ cho em là cái phanh nó nằm ở đâu. Một bà nói chuyện với ông hàng xóm. Anh vẫn chơi gôn tốt chứ hả anh Rắc? Tôi thì đánh vẫn tốt, nhưng mà mắt đã kém quá rồi, nên không biết quả bóng lăn tới chỗ nào. Thì anh đã 75 tuổi rồi còn gì. Anh Rắc này, sao anh không rủ anh Scott của em chơi cùng? Nhưng mà Scott nhà bà thì cũng đã 85 tuổi rồi, còn chơi gốt gì nữa đâu. Mắt Scott nhà tôi vẫn còn tốt lắm đấy anh ạ. Anh ấy có thể nhìn thấy quả bóng lăn tới đâu đấy. Chỉ có điều là trí nhớ của anh Scott nhà tôi hơi kém thôi. Hôm sau, Rắc đánh bóng và nhờ Scott quan sát. Quả bóng lăn vào giữa sân. Này, Scott, anh có thấy quả bóng lăn đi đâu không hả? Rắc hỏi Scott. Scott trả lời. Tôi thấy nó đâu nhỉ? Nó đâu ta? Tôi thấy nhưng mà tôi lại quên mất rồi. Kính thưa quý vị, và đến đây Khánh Toàn xin khép lại phiên bản audio Chuyện Cười phần 127. Cảm ơn quý vị đã nghe, theo dõi và ủng hộ kênh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại các phiên bản khác nhau trên kênh DGKT Audio. Còn bây giờ, xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị.